chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đúng trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tay hái lộc trời, đón vận may liên tiếp, gặp thời đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, cực giàu có. Bước vào tháng 11 âm lịch, những người sinh năm Đinh Mùi 1967 như được đón nhận một luồng sinh khí mới, tràn ngập phúc lộc và vận may. Đây là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khi mọi yếu tố tích cực đều hội tụ, giúp bạn không chỉ đạt được thành công rực rỡ, mà còn khẳng định được tên tuổi và vị thế của mình. Phúc lộc trời ban thành công vượt ngoài mong đợi, các tinh chiếu rọi mạnh mẽ, mang đến cho tuổi Đinh Mùi nhiều cơ hội phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, công việc không chỉ suôn sẻ, mà những dự án kế hoạch tưởng chừng khó khăn trước đây này cũng được giải quyết gọn ghẽ, mở ra nhiều cánh cửa mới. Thành công trong tháng này không chỉ dừng lại ở kết quả, mà còn ở sự ghi nhận từ đồng nghiệp, đối tác và cả gia đình, giúp bạn thêm tự hào về những gì đã gặt hái, tài lộc dồi dào, giàu có gian danh. Tháng này được dự báo là thời điểm tài vận thăng hoa nhất trong năm đối với tuổi Đinh Mùi, nguồn thu nhập tăng trưởng vượt bậc, cả chính tài lẫn thứ tài đều rủng rỉnh. Nếu bạn đầu tư hoặc kinh doanh, đây là thời cơ vàng để bứt phá, mang về lợi nhuận ngoài mong đợi. Đặc biệt những khoản tiền bất ngờ từ những dự án trước đây hoặc những mối hợp tác mới sẽ khiến bạn không khỏi ngỡ ngàng. Cuộc sống thịnh vượng, may mắn phủ đầy, không chỉ có công việc và tài chính. Cuộc sống của tuổi Đinh Mùi trong tháng này cũng ngập tràn niềm vui và sự viên mãn, gia đạo hòa thuận, tình cảm gia đình thêm khăng khít, tạo nền tảng vững chắc để bạn yên tâm phát triển mọi mặt. Những chuyến đi xa, những cuộc gặp gỡ bạn bè đối tác sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều niềm vui, bất ngờ và cả những mối quan hệ có lợi cho tương lai. Lời khuyên dành cho tuổi Đinh Mùi, hãy tận dụng tối đa vận may trong tháng này để thúc đẩy những dự định còn dang dở, sự tự tin và quyết đoán chính là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa của thành công. Bên cạnh đó, đừng quên giữ gìn sức khỏe và tinh thần lạc quan để luôn sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Như vậy thì tháng 11 âm lịch là thời kỳ rực rỡ như ánh mặt trời của tuổi Đinh Mùi, khi mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng và vận may luôn đồng hành trên mọi bước đường. Chúc bạn một tháng trọn vẹn, thành công và hạnh phúc. Tuổi Đinh Mùi 1967 mang trong mình mệnh thiên hà thủy, biểu tượng như dòng nước sông trời. Những người tuổi này sống rất có trách nhiệm, luôn nghĩ đến lợi ích chung và quan tâm đến người xung quanh. Họ có nguyên tắc sống rõ ràng, điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng họ là những người lạnh lùng, nghiêm khắc. Thực ra khi hiểu kỹ, họ lại là những người vui vẻ, hài hước, luôn mang lại niềm vui cho gia đình và bạn bè. Tuổi Đinh Mùi có tinh thần ham học hỏi, kiến thức sâu rộng, nhưng rất khiêm tốn và không thích phô trương. Họ đề cao dự và chữ tính, không bao giờ làm điều gì tổn hại đến người khác. Tháng 11 âm lịch năm 2024 này là một giai đoạn thử thách, với nhiều khó khăn tiềm tàng trong cuộc sống của người tuổi Đinh Mùi, quý tín chủ lúc này sẽ phải đối mặt với những thử thách cần nỗ lực để vượt qua. Trong sự nghiệp, sự ảnh hưởng của cục diện tương hại có thể khiến bạn trở nên nóng nảy, dễ gây mâu thuẫn với người khác và có khả năng trở thành mục tiêu của kẻ tiểu nhân. Để giảm thiểu rủi ro, bạn nên giữ bình tĩnh, tránh phản ứng cực đoan và kiểm soát lời nói để tránh gây hiểu lầm. Về tài chính, tháng này cũng không phải là thời điểm thuận lợi. Hung tinh tiểu hao tác động, khiến thu nhập khó cải thiện, thậm chí bạn còn phải chi nhiều cho những nhu cầu thiết yếu, dễ gặp tình trạng cháy túi. Điều này có thể gây ra áp lực lớn, nhưng bạn cần quản lý chi tiêu hợp lý để tránh tình trạng khó khăn hơn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Đinh Mùi có thể gặp một số căng thẳng khi áp lực từ bên ngoài dễ dàng lan sang mối quan hệ gia đình. Điều này khiến không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Bạn cần dành thời gian quan tâm đến cảm xúc của người thân, tránh đổ dồn áp lực lên họ và tạo sự gắn kết yêu thương. Sức khỏe của tuổi Đinh Mùi tháng này cũng có dấu hiệu sa sút do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy. Bạn cần chú ý đến việc giải tỏa căng thẳng, chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng cách dành thời gian thư giãn, tham gia các hoạt động ngoài trời. Xét về sự nghiệp, quý tín chủ lúc này sẽ phải đối mặt với các trở ngại. Thay vì vội vàng phản ứng lại những lời góp ý, bạn nên kiên nhẫn lắng nghe và cân nhắc kỹ lưỡng. Hạ thấp cái tôi cá nhân sẽ giúp bạn thấy rõ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và có thể thu thập được nhiều ý kiến hữu ích từ những người xung quanh. Cục diện tương hại cho thấy có thể có kẻ tiểu nhân xung quanh bạn, vì vậy hãy cẩn thận trong cách hành xử để tránh bị lợi dụng.
Trong phương diện tài lộc, thời điểm này chưa thích hợp để bắt đầu các dự án lớn, bạn nên tập trung hoàn thành những công việc còn dang dở. Tháng này cần sự kiên nhẫn và tỉnh táo để tránh việc hao tổn tài chính không cần thiết. Nhìn chung, tuổi Đinh Mùi sẽ cần sự bình tĩnh, kiên nhẫn và thận trọng trong mọi quyết định của tháng này để có thể vượt qua mọi khó khăn, giữ gìn hòa khí với những người xung quanh và duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Trong tháng này, tuổi Đinh Mùi có thể phải đối diện với một số tình huống ảnh hưởng đến danh tiếng và thậm chí gây tổn thất trong doanh thu. Mặc dù một vài cơ hội kinh doanh vẫn xuất hiện, bạn không nên vội vàng đưa ra quyết định mà cần thêm thời gian để chuẩn bị về nhân lực, vật lực và kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin liên quan. Tình hình tài chính vốn đã không dư dả, bạn có còn cần đối diện với các khoản chi tiêu nhỏ lẻ. Lời khuyên cho bạn là nên ưu tiên chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu, tránh mua sắm theo cảm xúc để không tự đẩy mình vào hoàn cảnh hao tài. Trong giai đoạn này, dù có nhiều tham vọng, bạn cũng nên an phận, đợi chờ thời cơ phù hợp hơn thay vì chạy theo xu hướng mà dễ dẫn đến tổn thất lớn hơn. Về phương diện tình cảm, tháng này tuổi Đinh Mùi có thể gặp phải những thông tin không mấy tích cực, và thực tế, nhiều vấn đề bắt nguồn từ thái độ của bạn. Bản mệnh có xu hướng trút áp lực từ bên ngoài lên người thân, làm không khí gia đình trở nên căng thẳng và các mối quan hệ ngày càng xa cách. Bạn nên tìm cách chia sẻ tâm sự thay vì giữ kín trong lòng, vì người thân sẽ sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Nếu bạn còn độc thân, dường như bạn đang mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm, có xu hướng từ chối những người tiếp cận và đôi khi vô tình làm tổn thương những người quan tâm. Hạ thấp cái tôi, nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn sẽ giúp bạn mở lòng và không nghiêm trọng quá vấn đề. Về sức khỏe, dưới ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu đi xuống. Công việc bận rộn và khó khăn tài chính khiến bạn chịu nhiều áp lực, dễ dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động ngoài trời, thư giãn tinh thần và tránh làm việc quá sức. Tử vi từng tuần trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tuần 1, đây là khoảng thời gian có cả hung lẫn cát, nhiều vấn đề đan xen, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái bối rối, công việc gặp không ít khó khăn. Sự tập trung giảm sút do tác động của thương quan dẫn đến sai sót không mong muốn. Đến cuối tuần, nhờ có chính ấn hỗ trợ, quý tín chủ lúc này sẽ tìm ra cách tháo gỡ và vượt qua các tình huống bế tắc, giúp công việc dần có tiến triển nếu bạn kiên nhẫn. Tài lộc, đầu tuần là lúc tài lộc khởi sắc nhất nhờ sự trợ giúp của thiên tài. Bạn cần nắm bắt thời cơ tốt trong giai đoạn này, vì càng về cuối tuần vận may giảm dần và khó khăn trong việc kiếm tiền sẽ tăng lên. Chi tiêu cũng cần được kiểm soát chặt chẽ, tránh gặp phải tình trạng phá tài, mối quan hệ gia đình. Ngũ hành xung khắc trong tuần này dễ khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng, xảy ra nhiều tranh cãi. Bạn cần kiềm chế cảm xúc, đừng để những xung đột nhỏ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc và tình cảm gia đình. Tháng 11 âm lịch này có nhiều thử thách đối với tuổi Đinh Mùi, nhưng nếu giữ được sự bình tĩnh, biết lắng nghe và điều chỉnh bản thân, quý tín chủ lúc này sẽ có thể vượt qua và duy trì sự ổn định cho cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch năm 2024. Tuần này, vận trình của tuổi Đinh Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn với hung vận lớn ác cát vận, khiến bạn phải đối mặt với một tuần không mấy suôn sẻ, cảm giác căng thẳng và mệt mỏi đè nặng lên bạn, khiến khả năng làm việc không được phát huy hết mức. Bạn không tìm thấy niềm vui trong công việc và dễ dàng bị phân tâm bởi những lo toan khác, dẫn đến công việc chính bị bỏ bê. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, sự xuất hiện của các yếu tố cát tinh sẽ thức tỉnh bạn, giúp bạn tìm lại được sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng với tinh thần kiên cường, quý tín chủ lúc này sẽ vượt qua thử thách và những khó khăn trong công việc cũng sẽ dần được giải quyết. Tài lộc trong tuần này có sự thăng trầm rõ rệt. Đầu tuần, tài chính có thể không có chuyển biến đáng kể, và nếu bạn không cân đối thu chi hợp lý, có thể dễ dàng gặp phải tình trạng rỗng dí. Tuy nhiên, về cuối tuần, vận khí có dấu hiệu khởi sắc, quý tín chủ lúc này sẽ có cơ hội đầu tư hoặc thu lợi nhuận. Về mối quan hệ tình cảm, tuần này tuổi Đinh Mùi và nửa kia có thể gặp phải mâu thuẫn, có thể là những bất đồng không thể dễ dàng giải quyết. Cả hai dễ nóng giận và không bình tĩnh để thảo luận vấn đề, khiến cho chuyện bé xé ra to. Lúc này, bạn và người ấy cần học cách bao dung và tha thứ cho nhau,
để duy trì sự hòa hợp và hạnh phúc trong gia đình. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch năm 2024. Tuần này, sự xuất hiện của chính quan ngay từ đầu tuần sẽ mang đến cho tuổi Đinh Mùi nhiều cơ hội và khởi sắc trong công việc. Các thần này sẽ mang lại cho bạn một số lợi thế, nếu biết cách tận dụng thì rất có thể quý tính chủ lúc này sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã đề ra. Nếu bạn chứng minh được năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình, cấp trên sẽ nhìn nhận lại và có thể trao cho bạn những cơ hội mới để khẳng định bản thân. Hãy tận dụng thời điểm đầu tuần để thực hiện những công việc quan trọng, vì đó là lúc may mắn sẽ đến gần hơn với bạn. Tuy nhiên, tài lộc tuần này sẽ có sự hao tổn nghiêm trọng do sự ảnh hưởng của hung tinh đại hao. Mặc dù bạn có thể kiếm được tiền trước đó, nhưng các khoản chi tiêu không được kiểm soát khiến tài chính mất cân bằng. Một số sự cố đột xuất có thể khiến bạn phải chi tiêu vượt mức. Nếu gặp khó khăn tài chính, vay mượn có thể là giải pháp tạm thời, nhưng cần cẩn trọng, tránh vay quá nhiều vì sẽ trở thành gánh nặng lớn cho bạn sau này. Về gia đình, quý tín chủ lúc này sẽ cảm nhận được sự yên bình và thư giãn trong mái ấm của mình. Nơi đây là điểm tựa vững chắc giúp bạn lấy lại động lực cho những ngày làm việc tiếp theo. Những giờ phút nghỉ ngơi bên gia đình sẽ giúp bạn cân bằng lại cảm xúc và suy nghĩ. Nếu bạn còn độc thân, tuần này bạn có thể trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh nhờ phong thái tự nhiên và vui vẻ. Nếu có ai đó tiếp cận bạn và mời làm quen, bạn có thể thử dành cho họ một cơ hội để tìm hiểu thêm. Tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch năm 2024. Nhờ sự hỗ trợ của Thái Dương Cát Tinh, tuần này công việc của tuổi Đinh Mùi sẽ gặp thuận lợi, mọi khó khăn sẽ được giải quyết kịp thời. Và quý tín chủ lúc này sẽ có thể tìm ra các phương án giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Quan trọng là bạn phải giữ vững niềm tin vào con đường mình đã chọn. Nếu bạn tận dụng tốt tiềm năng của bản thân, công việc sẽ đạt được thành công lớn. Tài lộc trong tuần này sẽ có sự khởi sắc rõ rệt, đặc biệt là vào cuối tuần. Dù bạn làm công ăn lương hay kinh doanh, tiền bạc sẽ rủng rỉnh và có sự thịnh vượng, giúp bạn thoải mái chi tiêu và đầu tư. Tháng 11 này dù có những thử thách và khó khăn, nhưng nếu bạn biết cách tận dụng cơ hội, duy trì sự kiên trì và bình tĩnh, vận mệnh sẽ dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hãy tiếp tục nỗ lực và tận hưởng những điều tốt đẹp sẽ đến trong những ngày tới. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong tháng 11 này, người tuổi Đinh Mùi sẽ có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ công việc ngoài giờ. Đặc biệt là đối với những người làm trong lĩnh vực văn phòng, việc làm thêm không chỉ giúp cải thiện tài chính mà còn mang lại sự ổn định cho cuộc sống. Tuy nhiên, với thổ khí dưỡng, sức khỏe của bạn có thể gặp phải những vấn đề bất thường, cơ thể có dấu hiệu sa sút và dễ kiệt sức do áp lực công việc và căng thẳng. Một phần nguyên nhân là do lịch trình làm việc chưa hợp lý. Nếu bạn biết cách điều chỉnh, sức khỏe sẽ được cải thiện rõ rệt và quý tín chủ lúc này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày tới. Quý cô bác anh chị thân mến, sau đây là những ngày may mắn trong tháng 11 âm lịch 2024. 1. Ngày 4 tháng 11 âm lịch. Đây là một ngày đặc biệt thuận lợi để tuổi Đinh Mùi thể hiện bản thân. Những nỗ lực trong công việc sẽ được cấp trên ghi nhận và bạn có thể được giao những dự án quan trọng hoặc có cơ hội thăng chức. Đồng thời, vận may tài chính của quý tín chủ lúc này sẽ có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu có lãi, giúp bạn thu lại được lợi ích đáng kể. Hãy tận dụng cơ hội này và lên kế hoạch tài chính hợp lý để tích lũy tài sản lâu dài. 2. Ngày 19 tháng 11 âm lịch. Đây là ngày bội thu với tuổi Đinh Mùi. Dù con đường phía trước có thể đầy thử thách, tuy nhiên, chỉ cần bạn giữ tinh thần bình tĩnh và kiên nhẫn, cơ hội sẽ đến với bạn. Nếu bạn kiên trì trong công việc và không ngừng nâng cao năng lực cá nhân, quý tín chủ lúc này sẽ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và cơ hội thăng tiến là hoàn toàn khả thi. Tài lộc có thể không đến ngay lập tức, nhưng qua việc quản lý tài chính thận trọng, quý tín chủ lúc này sẽ tích lũy được một lượng tài sản đáng kể. 3. Ngày 22 tháng 11 âm lịch. Vận may của tuổi Đinh Mùi sẽ bắt đầu khởi sắc trong ngày này. Tất cả các mặt trong cuộc sống dường như diễn ra thuận lợi, tài năng của bạn được thể hiện rõ ràng. Và không chỉ cấp trên mà bạn còn có thể kết giao với những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Sự xuất hiện của những quý nhân sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển và kiếm tiền cho bạn trong tương lai. 4. Ngày 6 tháng 11 âm lịch.
Trong ngày này, bạn có thể gặp được quý nhân ở nơi làm việc. Quý nhân có thể là sếp, đồng nghiệp hay đối tác, và sự giúp đỡ từ họ sẽ mang đến cơ hội thăng tiến trong công việc. Bạn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn thể hiện được khả năng lãnh đạo trong đội nhóm. Nhờ vậy, quý tín chủ lúc này sẽ tạo dựng được nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp. Ngoài ra, trong ngày này quý tín chủ lúc này sẽ thu được những khoản lợi nhuận không nhỏ, tài sản tích lũy cũng tăng lên đáng kể, thậm chí vượt qua mức dự kiến. Cẩm nang dượng dận cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tháng 11 âm lịch năm 2024. Khẩu quyết, quý tín chủ lúc này sẽ phải đối diện với một số khó khăn trong công việc và tài chính trong tháng này. Tình hình tài chính không mấy dư dả, vì vậy, cần hạn chế chi tiêu để tránh rơi vào cảnh hao tài, tốn của. Tuy nhiên, quý nhân tuổi Ngọ và tuổi Tỵ sẽ hỗ trợ bạn vượt qua những khó khăn, trong khi tiểu nhân như tuổi Thìn và tuổi Tuất có thể gây trở ngại, nên cần cẩn trọng. Màu sắc may mắn màu trắng và màu xanh. Con số may mắn 96, 89, 04 và 26. Thưa quý cô bác anh chị, tử vi theo giờ sinh cho tuổi Đinh Mùi, giờ sinh của mỗi người không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đời, mà còn tiết lộ nhiều điều về tính cách và số phận. Với người tuổi Đinh Mùi, giờ sinh có ảnh hưởng quan trọng đến vận mệnh của họ. Cụ thể, sinh vào giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Người tuổi Đinh Mùi sinh vào giờ Tý thường gặp phải nhiều thăng trầm trong cuộc sống, mặc dù cuộc đời có thể trải qua nhiều khó khăn, thậm chí hao tài, tốn của. Nhưng nhờ có sao Nguyệt Đức chiếu mệnh, quý tín chủ lúc này sẽ vượt qua những thử thách và tai nạn một cách ngoạn mục, từ đó đạt được thành công. Tử vi chi tiết về vận mệnh và số phận của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 theo giờ sinh. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có những đặc điểm vận mệnh khác nhau tùy vào giờ sinh. Mỗi giờ sinh đều ảnh hưởng đến cuộc sống, công danh, tài lộc và mối quan hệ của họ theo cách riêng. Sau đây là luận giải chi tiết về từng giờ sinh, giúp bạn hiểu rõ hơn về bản mệnh của mình. 1. Sinh vào giờ Sửu 1 giờ đến 3 sáng. Người tuổi Đinh Mùi sinh vào giờ này có sự đồng hành của Mộc Thổ, và Sửu Thổ mang lại nhiều tài năng và phẩm chất đạo đức vượt trội. Đây là những người có nhân duyên tốt, sống nghiêm túc và có nếp sống chín chắn, cẩn thận. Mặc dù có tài năng nhưng con đường sự nghiệp không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tuy nhiên, nếu kiên trì và nỗ lực hết mình, họ sẽ đạt được thành công lớn trong cuộc sống. 2. Sinh vào giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ sáng. Với sao tử vi chiếu mệnh, người sinh giờ Dần sẽ có một cuộc đời khá tốt đẹp với tài vận thịnh vượng, sự nghiệp tiến triển. Tuy nhiên, Dần 1 khắc chế Mùi Thổ, khiến họ không nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ gia đình. Những người này thường phải tự lập và xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Dù vậy, sự kiên cường và tài năng sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn. 3. Sinh vào giờ Mão 5 giờ đến 7 sáng. Người sinh vào giờ Mão có sự kết hợp của Thổ và Mùi, Thổ cùng Phúc Tinh chiếu mệnh, nên sự nghiệp của họ sẽ rất vững vàng và phát triển tốt đẹp. Họ là những người thông minh, tài năng, có ý chí kiên cường và không ngại khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, để đạt được thành công họ phải đi xa để cầu tài, và đôi khi cũng gặp phải những khó khăn trong việc quản lý tài chính. Do đó, việc giữ vững sự tỉnh táo và thận trọng trong chi tiêu là rất quan trọng. 4. Sinh vào giờ Thìn 7 đến 9 giờ sáng. Người tuổi Đinh Mùi sinh vào giờ Thìn có sao Dịch Mã chiếu mệnh, số phận của họ gắn liền với việc phát triển sự nghiệp xa quê hương. Mặc dù cuộc sống nơi đất khách quê người có thể gặp khó khăn, nhưng họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp. Tình duyên của họ khá phong phú, tuy nhiên cần chú ý tránh tình trạng ngoại tình và những rắc rối về lời nói tai tiếng. 5. Sinh vào giờ Tỵ 9 đến 11 giờ sáng. Người sinh vào giờ Tỵ có số phận liên quan đến việc bôn ba khắp nơi để tìm kiếm danh lợi. Dù có quý nhân trợ giúp, nhưng sự nghiệp của họ chỉ ở mức trung bình. Họ sẽ gặp may mắn nếu di chuyển từ phía Nam sang phía Bắc. Sự nghiệp có thể đạt được thành công nếu kiên trì và không ngừng nỗ lực. 6. Sinh vào giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ trưa. Với sự đồng hành của Ngọ quả sinh Mùi Thổ, người tuổi Đinh Mùi sinh vào giờ Ngọ có cuộc sống tương đối hạnh phúc và được gia đình hậu thuẫn. Họ có thể lập thành đại nghiệp nhờ sự trợ giúp của quý nhân. Mặc dù đôi khi gặp phải bệnh nhẹ, nhưng họ sẽ vượt qua và sống thọ. Đây là những người có cuộc sống vui vẻ và thành công ổn định. 7. Sinh vào giờ Mùi 13 đến 15 giờ chiều. Người sinh vào giờ Mùi có sự kết hợp giữa Mộc và Thổ, đồng thời có sao Hoa cái chiếu mệnh,
Họ thông minh, tài năng và có phẩm chất lương thiện. Tuy nhiên, mệnh phạm thái tuế khiến sự nghiệp gặp khó khăn, gian nan. Dù vậy, sau một thời gian vận mệnh sẽ thay đổi tích cực và họ sẽ có một hậu vận ổn định và tốt đẹp. 8. Sinh vào giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ chiều. Với sự kết hợp của Mộc, Thổ và Thân Kim cùng sao Thái Dương chiếu mệnh, người sinh giờ này có khả năng mưu sự và đạt được thành công trong sự nghiệp. Tài lộc dồi dào, những con đường tình duyên lại không mấy thuận lợi. Những người này có số đơn độc, dễ gặp trục trặc trong hôn nhân và mối quan hệ cá nhân. 9. Sinh vào giờ Dậu 17 đến 19 giờ tối. Người tuổi Đinh Mùi sinh vào giờ Dậu có tài năng nổi bật và rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Tuy nhiên, họ thiếu may mắn. Trong tiền vận cuộc sống lúc trẻ khá gian truân, nhưng trung vận và hậu vận sẽ tốt đẹp, hưởng an nhàn và hạnh phúc. Tuy nhiên, cần tránh những lời thị phi và mâu thuẫn, bởi chúng có thể ảnh hưởng đến công danh và sự nghiệp. 10. Sinh vào giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ tối. Người sinh vào giờ Tuất sẽ gặp nhiều khó khăn trong tiền vận và chỉ đến trung vận mới bắt đầu có sự khởi sắc. Tuy nhiên, với vận may đào hoa và sao Cẩu Giảo chiếu mệnh, họ sẽ trải qua những trắc trở trong tình duyên, nhưng sẽ có được sự ổn định và phát triển tài lộc về sau. 11. Sinh vào giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ tối. Người sinh vào giờ Hợi có nhiều tiểu nhân quấy phá và dễ gặp phải cãi giả mâu thuẫn trong công việc. Tuy nhiên, với sao Quan Phù chiếu mệnh, họ sẽ có quyền vị nhất định và khả năng kiểm soát mọi việc trong tay. Mặc dù công danh gặp khó khăn, nhưng với sự kiên cường, họ vẫn có thể vượt qua tất cả. Như vậy, tử vi theo giờ sinh cung cấp cái nhìn sâu sắc về cuộc đời và số mệnh của người tuổi Đinh Mùi. Dù mỗi giờ sinh đều có những ảnh hưởng khác nhau, nhưng với sự kiên trì, nỗ lực và sự hỗ trợ của quý nhân, họ có thể đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, từ sự nghiệp đến tài lộc. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là những quan niệm và sự thật về việc thắp hương và lễ Phật trong những ngày lễ chùa hay khi dâng hương bái Phật. Không ít người truyền miệng những điều kiêng kỵ mà mọi người thường nghe như: khi vào chùa, không được dùng tay phải để thắp hương. Khi bước vào chùa phải bước chân phải trước. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt không nên đến chùa. Vậy liệu những quan điểm này có thực sự đúng và đáng tin cậy? Cùng làm rõ vấn đề này từ góc độ giáo lý nhà Phật. Thực tế, giáo lý nhà Phật không quy định hay cấm đoán những việc cụ thể như vậy. Các nhà sư và bậc tu hành luôn khẳng định rằng Phật giáo không có quá nhiều điều cấm kỵ, bởi chư Phật và các Bồ Tát đều không phân biệt, không kỳ thị bất kỳ ai và luôn đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh. Họ không trách cứ những ai không dâng hương hay không tham gia cúng dường. Ngược lại, dù bạn có thường xuyên đến chùa hay không, các ngài vẫn sẽ không vì thế mà ưu ái bạn hơn hay bảo vệ bạn chỉ vì sự dâng hương hay tiền bạc. Vậy những quan điểm trên chỉ đơn thuần là sự truyền miệng của những người bình thường, thiếu hiểu biết về giáo lý Phật Pháp, hay những người mang trong mình những quan điểm kỳ thị, phân biệt? Khi đến chùa và lễ Phật, điều quan trọng nhất là tâm thái của bạn, cần phải tránh mọi suy nghĩ phàm tục, đừng chỉ bái Phật để cầu xin những điều vật chất hay mong cầu sự an ủi trong cuộc sống. Bái Phật không phải là hành động vì lợi ích cá nhân, mà phải xuất phát từ lòng thành kính và sự tôn trọng vô hạn với Phật và chúng sinh. Quan trọng hơn, để thực sự bái Phật đúng nghĩa, bạn cần sống đúng theo những giá trị mà Phật dạy, đó là đối xử bình đẳng và tốt đẹp với tất cả chúng sinh. Chính khi bạn thực hành những điều tốt đẹp này trong cuộc sống hàng ngày, quý tín chủ lúc này sẽ nhận được phước lành tự nhiên từ các vị thần Phật. Vì vậy, dù bái Phật là việc đơn giản và ai cũng có thể làm được, nhưng để làm cho đúng, bạn cần loại bỏ mọi tạp niệm trong lòng, giữ một tâm trí thanh tịnh khi đứng trước Phật. Lễ Phật không phải chỉ là những nghi lễ bề ngoài như quỳ lạy, niệm Phật hay dâng lễ vật đắt tiền. Cái quan trọng nhất là tấm lòng chân thành của bạn. Bạn có thực sự sống theo những giáo lý mà Phật dạy không? Dù có dâng hương tốt đẹp, nếu sau đó bạn vẫn phạm phải những hành vi sai trái, những hành động không đúng đắn, thì không có thần Phật nào có thể bảo vệ bạn được. Cách chúng ta thể hiện trước Đức Phật không phải là điều quan trọng nhất. Chúng ta không thờ Phật chỉ vì số lần vái lạy hay lễ vật, mà điều quan trọng chính là cách sống của bạn trong cuộc sống hàng ngày để nhận được sự chứng giám của Phật. Bạn cần sống một đời sống thiện lành, tu tâm dưỡng tính, đối xử công bằng và nhân ái với tất cả mọi người. Chỉ khi đó, Phật sẽ phù hộ cho bạn. Một trong những điều cốt lõi trong đạo Phật là hiếu kính cha mẹ. Phật giáo khẳng định tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Những bậc Phật tử chân chính phải biết kính trọng, chăm sóc cha mẹ, đồng thời hướng cha mẹ đến con đường giác ngộ,
giúp họ hiểu và thực hành theo Phật Pháp. Ngoài việc chăm sóc cha mẹ, Phật cũng dạy chúng ta phải biết ơn và đền ơn. Điều này là nền tảng của đạo Phật. Nếu một người không biết hiếu thảo với cha mẹ, khó lòng đạt được thành công trong đời, vì họ đã chối bỏ ân nghĩa lớn lao từ những đấng sinh thành. Nếu không biết đối xử tốt với cha mẹ, thì làm sao có thể sống tốt với người khác? Do đó, việc tu hành và lễ Phật không chỉ là những nghi lễ bên ngoài, mà phải bắt đầu từ trong tâm, sống tốt đời, đẹp đạo, hiếu kính cha mẹ, yêu thương mọi người và chăm chỉ tu tập là con đường chân chính để được Phật chứng giám và ban phước lành. Tầm quan trọng của hiếu và giới luật trong đạo Phật. Hiếu nghĩa là lòng kính trọng và sự hiếu thảo đối với cha mẹ, không chỉ là một phẩm hạnh đạo đức, mà còn là nền tảng vững chắc cho sự tu dưỡng trong đạo Phật. Nếu một người không có tâm hiếu kính cha mẹ, thì dù họ có làm điều tốt, làm việc thiện hay giúp đỡ người khác, thì cũng không thể gọi là trọn vẹn. Một người thiếu tình thương yêu chân thật, không có tấm lòng nhân ái, sẽ không thể làm việc thiện, cứu giúp người khác hay tạo ra điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ngược lại, họ có thể gây hại cho xã hội và nhân loại vì tâm không có sự bao dung và yêu thương. Phật dạy rằng, niềm vui của những bậc hiền thánh chính là biết kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hiểu rõ. Họ cho rằng, chỉ cần cúng dường cho các bậc tu hành là sẽ tích phước. Vì thế, khi nghe tin đồn rằng một nơi nào đó có sự linh ứng, họ đổ xô đến cúng dường mà bỏ mặc cha mẹ ở nhà trong cảnh thiếu thốn, khổ sở. Đây chính là đi ngược lại lời Phật dạy. Trong giáo lý của Phật giáo có câu, tu đâu bằng tu nhà, thờ cha, kính mẹ, ý chỉ rằng việc báo hiếu cha mẹ không cần phải làm những việc to tát hay rầm rộ, mà thể hiện qua những lời nói và hành động trong cuộc sống thường ngày. Đạo hiếu chính là nghiệp lành lớn nhất trong cuộc đời mỗi người và là phúc báo mà Phật giáo khuyên con người nên thực hiện. Sách Luận Ngữ có viết, hiếu để là cái gốc làm người, trăm đức hạnh thì hiếu đứng đầu. Dù một người có thành tựu lớn lao đến đâu, có bao nhiêu vinh quang, nhưng nếu họ bất hiếu với cha mẹ, thì tất cả những vinh quang ấy đều trở nên vô nghĩa. Nếu một người không biết kính trọng cha mẹ, dù có thành kính và tôn trọng thần Phật đến đâu, thì tất cả chỉ là giả dối. Để trở thành một con người hoàn thiện, chúng ta cần thực hành đạo hiếu, vì đây chính là bước đầu tiên để thay đổi vận mệnh. Nếu ngay cả cha mẹ, những người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình, mà chúng ta còn không biết bao dung và trân trọng, thì làm sao có thể mong muốn có được tấm lòng bao dung rộng lớn đối với mọi người và toàn xã hội. Đạo Phật cũng khuyên người tu hành cần giữ giới để rèn luyện bản thân và sống đúng đạo. Đức Phật thấy rằng tham lam, sân hận và si mê là những yếu tố khiến con người rơi vào tội lỗi làm hại bản thân và người khác. Chính vì thế, việc thọ và giữ giới là vô cùng quan trọng trong đạo Phật. Ngũ giới mà Phật giáo dạy cho các tín đồ tại gia bao gồm không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Năm giới này được xây dựng trên nền tảng của tâm từ bi và bình đẳng, nhằm giúp con người loại bỏ tội lỗi cá nhân và tạo ra trật tự an vui cho xã hội. Giới không phải là những quy định khắt khe mà Đức Phật áp đặt, mà là những nguyên tắc giúp con người sống tốt hơn. Đức Phật không bắt buộc chúng ta phải tuân theo giới luật, mà không có sự lựa chọn, mà Ngài dạy rằng việc giữ hay không giữ giới là do chính chúng ta tự quyết định. Tuy nhiên, Đức Phật khẳng định rằng nhờ có giới, chúng ta sẽ đạt được an lạc, tài sản và hạnh phúc tối cao. Chính vì vậy, việc trì giới và sống theo giới luật là một phương thức tu hành vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Trong một lần trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dặn dò tôn giả Ananda rằng dĩ giới di sư, nghĩa là lấy giới luật làm thầy. Đây là lời dạy quan trọng vì giới luật là những điều mà Đức Phật trực tiếp để lại cho chúng ta, trong khi các kinh điển và lời dạy của Phật đều được truyền lại qua các đệ tử và thế hệ sau. Điều này cho thấy rằng giới luật chính là một phần cốt yếu mà Đức Phật mong muốn người tu hành phải thực hành để hoàn thiện nhân cách và khai mở trí tuệ. Vậy, để đạt được sự giác ngộ và thay đổi vận mệnh, mỗi người Phật tử cần giữ gìn giới luật, thực hành hiếu đạo, sống đúng với những gì Đức Phật dạy và luôn tu tâm, dưỡng tính để có thể hoàn thiện bản thân và đem lại lợi ích cho cuộc đời. Tầm quan trọng của giới luật và hành động từ bi trong đạo Phật để trở thành một đệ tử chân chính của Đức Phật. Việc nghiêm túc tuân thủ và giữ gìn giới luật là điều bắt buộc. Chỉ khi thực hành giữ giới, người tu hành mới đạt được tiêu chuẩn của một người tu luyện chân chính. Nếu chỉ biết đọc thuộc kinh, dù là các vị hòa thượng hay cư sĩ, mà không thực hành giữ giới, thì họ cũng không thể coi mình là những đệ tử thật sự của Phật Thích Ca. Trong vũ trụ bao la này, sinh mệnh của con người quả thật vô cùng nhỏ bé.
Những điều quan trọng cần nhớ là nhờ vào tín tâm đối với thần Phật và sự bảo hộ của các ngài, sinh mệnh con người mới có thể đạt được những thành tựu và kỳ tích trong con đường tu học. Nhiều người nghĩ rằng việc giữ giới là một gánh nặng, làm cho con người bị ràng buộc và mất đi tự do. Thực tế chính những hành vi vi phạm ngũ giới bao gồm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu mới chính là nguyên nhân khiến con người bị sa vào lao ngục và đánh mất tự do. Ngũ giới không phải là sự hạn chế tự do, mà là những chuẩn mực đạo đức căn bản để xây dựng con người tốt đẹp, là nền tảng của luân lý và đạo đức trong đời sống. Giữ giới không chỉ là sự tôn trọng đối với các chúng sinh hữu tình, mà còn là hành động thể hiện sự tôn trọng đối với giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật cũng rất coi trọng việc thực hành bố thí và cúng dường, coi đây là những pháp tu phổ biến dành cho các Phật tử tại gia. Tuy nhiên, người thực hành bố thí và cúng dường phải làm việc đó xuất phát từ lòng tự nguyện, với tâm hân hoan và thanh tịnh. Nếu làm việc này với tâm lý ban ơn và coi mình là người cao hơn, sẽ sinh ra tâm ngạo mạn, tự mãn và coi thường người khác. Thực hành bố thí không chỉ là cách tích phước để có được một đời sống ổn định, mà còn là phương pháp để buông bỏ lòng tham lam, ích kỷ và hẹp hòi. Bố thí và cúng dường là những hành động tạo phúc theo luật nhân quả, giúp con người tiêu trừ đau khổ, vượt qua nghèo khó và bất an, đồng thời đem lại sự an lạc trong tâm hồn. Cuộc đời giống như một mũi tên, chỉ đường cho chúng ta không bị lạc lối. Đức Phật đã dạy rằng, nếu muốn có cuộc sống trường thọ và đầy ý nghĩa, chúng ta cần cứu mạng chúng sinh và thực hành bố thí. Một trong những nghiệp báo nặng nhất trong đạo Phật chính là tà dâm. Phật dạy rằng, vạn ác dâm cầm đầu, tức là tà dâm là gốc rễ của mọi ác nghiệp. Một niệm tà dâm có thể dẫn đến vô vàn những ác niệm khác, làm suy đồi đạo đức, hủy hoại hôn nhân hạnh phúc và làm rối loạn xã hội. Tội nghiệp của tà dâm rất nặng nề và mang lại quả báo không chỉ trong đời này mà còn trong các kiếp sau. Người nào tạo nghiệp tà dâm, dù với vợ chồng hay người khác, sẽ phải chịu quả báo trong các cõi ác như địa ngục, a lại gia quỷ, súc sinh, cho đến khi quả nghiệp này được trả hết, họ mới có thể thoát khỏi những khổ đau này. Trái lại, người tránh được tà dâm sẽ có một cuộc sống an lạc, được mọi người kính trọng và tin cậy, gia đình họ sẽ hòa thuận, cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều người chỉ quan tâm đến việc lễ Phật, trì tụng kinh hay cúng dường mà không chú ý đến việc tự răn đe bản thân và tránh xa những hành động tà dâm. Thực tế, việc cầu nguyện và hành trì tu tập sẽ không mang lại hiệu quả nếu người đó không thực sự giữ giới và không có tâm hiếu thảo với cha mẹ. Nếu một người không giữ giới, thường xuyên sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu hay nói dối thì dù có lễ Phật cúng dường bao nhiêu đi nữa, các ngài cũng sẽ không thể ban phước cho họ. Thay vì chỉ cúng dường và cầu xin Phật Bồ Tát phù hộ, chúng ta nên chăm sóc và báo hiếu cha mẹ, thực hành những việc thiện lành, giúp đỡ người khác và sống đúng theo lời của Đức Phật. Phúc báo không chỉ đến từ những hành động bề ngoài, mà chính là từ những hành động xuất phát từ tấm lòng chân thành và việc thực hành giữ giới, báo hiếu và tu tâm dưỡng tính mỗi ngày. Những hành động thiện lành sẽ tích lũy phúc đức và tạo ra một cuộc sống hạnh phúc, an lạc cho bản thân và gia đình.